thì mình được ấn tượng nhất là có rất là nhiều lồng đèn và đủ màu sắc nữa. Ở cái hội An Mini này mình cảm thấy nó mang đậm chất Trung Thu, cho cái mùa Trung Thu này cảm thấy ấm áp hơn. Chơi để trang trí, có chụp ảnh lại để lưu giữ kỷ niệm ha.